Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Đinh Văn Nhã, phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc khoa học công nghệ công ty Trường Sinh có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý đại diện cho trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, tôi rất hân hạnh được thay mặt cho công ty cổ phần tập đoàn phát triển tài chính công nghệ Trường Sinh được phát biểu đôi lời để chúc mừng cái hội nghị và chúc mừng tất cả các quý vị đại biểu có mặt hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Công ty tập đoàn cổ phần phát triển tài chính và công nghệ Trường Sinh chúng tôi là một đơn vị chuyên nghiên cứu về dược và trang thiết bị y tế. Ngày hôm nay tôi đến đây với cương vị đại diện cho công ty để phát biểu trước các quý vị khách mời và cũng là đối tác của trung tâm tư vấn và bảo vệ thương hiệu chống hàng giả VCCP Việt Nam, và cũng đồng thời là khách mời Vestac và SK Việt Nam. Thưa các quý vị, trong thời gian vừa qua, đất nước của chúng ta nói riêng và toàn thế giới nói chung có thể nói là trải qua những năm tháng dịch bệnh kinh hoàng khủng khiếp, có thể nói cả thế kỷ mới lặp lại như vậy. Gắn liền với điều đó là có sự mất mát của con người, sự hy sinh về sức khỏe cũng như tài chính kinh tế của các doanh nghiệp và cá nhân, thậm chí có nhiều doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Đó, cái điều không may đó đã đến với quốc gia của chúng ta và tất cả các miền, vùng miền của thế giới. Và hiện tại vẫn chưa hết. Công ty tập đoàn phát triển tài chính và công nghệ Trường Sinh của chúng ta cũng hòa nhập với các công ty công nghệ cao của quốc tế trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi đã phát triển, nghiên cứu và cho ra những sản phẩm để chống dịch bệnh và cũng vui mừng và báo cáo đến tất cả các quý vị. Trong 2-3 năm qua, chúng tôi đã tăng và thiện nguyện cung cấp đến mọi miền của Tổ quốc, từ những cái tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Dương và Sài Gòn cũng như là các cái miền khác. Tổng cộng gần 500.000 liều thuốc để hỗ trợ cho những người bị mắc Covid. Và đặc biệt, các bệnh nhân khi mà dùng thuốc của chúng tôi được hướng dẫn và sử dụng theo đúng cái lộ trình đã khỏi bệnh trong vòng 2-5 ngày. Đó là một kỳ tích. Và đặc biệt, các loại sản phẩm này có thể được dùng cho mọi lứa tuổi, không bị khống chế tuổi như Monopiravir dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai là không được dùng trong giai đoạn đầu. Riêng khi dung dịch sản phẩm antivirus Trường Sinh có thể dùng cho trẻ em sơ sinh cho đến tận người già mà không hề có tác ứng với chúng ta. Và hiện tại chúng tôi đã được cấp chứng chỉ ISO y tế quốc tế và đã được Sở Y tế Hà Nội cấp phép cho sản xuất lưu hành sản phẩm antivirus solution. Và cái giải pháp kháng virus này một lần nữa đã giúp cho người Việt của chúng ta tự tin và dám đương đầu với mọi thách thức của mình. Sản phẩm antivirus Trường Sinh nó không màu, không mùi, không vị, cho nên sản phẩm này rất dễ bị làm giả. Cho nên hôm nay chúng tôi tham dự cái hội thảo này và do đơn vị PCCI là một trong các đơn vị trực thuộc nhà nước và đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đã mua và cũng đồng hành với Vestac và Sky Việt Nam để bảo vệ cái sản phẩm của mình không chỉ trong nước mà quốc tế. Xin báo cáo với các đồng chí và tất cả các quý khách là sản phẩm của chúng tôi hiện nay đã và đang sử dụng để an toàn trên toàn quốc và đã được nhiều người dân được tin dùng và sử dụng. Công ty chúng tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi xuất bán các sản phẩm của mình ra thị trường không chỉ Việt Nam mà quốc tế. Sau đây xin các thay mặt công ty tập đoàn Trường Sinh xin được kính chào các
quý vị đại biểu có mặt hôm nay cũng là phúc lớn, cũng là niềm vui của chúng tôi để trao đến các quý vị một cái tăng phẩm mà sản phẩm của chúng tôi đã cứu giúp để phòng chữa bệnh COVID và các hậu COVID. Đây là một sản phẩm có thể nói là giúp cho chúng ta rất an toàn và có thể phòng chống bệnh. Vừa rồi rất vui để chúng tôi cho thử nghiệm cái sản phẩm của mình không chỉ biến chủng COVID, Omicron, Delta, Alpha, Omicron, rồi BA.4/BA.5 đều có những các bệnh nhân đã kiểm chứng và đã khỏi trong vòng 3-4 ngày, lâu lắm thì 5-6 ngày đã khỏi và rất an toàn. Có thể nói đây là sản phẩm có thể nói là niềm tự hào của các nhà khoa học và trí tuệ của Việt Nam. Một lần nữa xin kính chúc tất cả các quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và xin giới thiệu đây là sản phẩm chúng tôi đến tay của các quý vị đại biểu trong hôm nay, những người may mắn được nhận các kết quả công ty chuẩn bị về có thể sử dụng là xịt xịt mũi sông Hồng và có thể chữa được các cái bệnh. Và đây là cái sản phẩm mà tí nữa quý vị sẽ được. Cảm ơn tất cả các quý vị. Dạ vâng, và xin cảm ơn những lời chia sẻ tâm can của giáo sư, và có lẽ đây là những tâm tư nguyện vọng mà mong muốn được bảo vệ của nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính khác tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là đôi lời chia sẻ cảm nhận của ông Trần Đình Long, là trưởng đại diện phía Nam Trung ương Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam Asian 3+. Thưa quý vị, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và lễ ra mắt trung tâm PCCP khu vực Đông Nam Bộ. Và chương trình PCCP đã và đang được thực hiện đối với doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng lên sân khấu phát biểu cảm nhận về chương trình. Kính thưa tất cả các quý vị, các quý ông, quý bà, có một trong cái buổi lễ ra mắt của cái chương trình chống hàng giả BCCB. Tôi với tư cách là nhà hoạt động xã hội xin được đại diện của cái Trung ương Hội Hợp tác Phát triển Kinh tế Việt Nam ASEAN cộng 3. Và chúng tôi hàng tháng vẫn phải làm việc với rất là nhiều các tổng sự của các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các chủ tịch của đại hội thương mại. Thế thì vừa qua sau dịch Covid-19 thì chính phủ của chúng ta cùng với các cái tổ chức đoàn thể đã thúc đẩy của hoạt động kinh tế của cả nước. Thế thì trong các thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế đó thì hiện nay nó rất là nháo nhác, chủ cơ cứ hàng giả hình thật của các nước, và hiện nay là chúng ta đang mong mọi người cùng sản xuất, cùng tái sản xuất và mang lại một cái lớn. Thế thì cũng rất hay và rất vui mừng và rất đặc biệt của cái trung tâm chống hàng giả mà của Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật đã ra đời một cái chương trình chống hàng giả này để mang lại cái sự yên tâm cho người tiêu dùng. Mà đặc biệt trung tâm này đã được các tổ chức nhà nước công nhận và đã kết hợp làm một cái chiếc cái hình mà chúng ta nhập từ ngoài về mà không có ai có thể làm được. Ví dụ như nãy đồng chí thì vừa mới trình bày đó, thì muốn làm ở đó thì rất là đắt, thì không thể làm được, không ai có thể dạng gì đã làm hàng giả đâu. Nhưng mà chúng ta phải đặc biệt là chúng ta phải thông tin, rồi chúng ta phải giới thiệu thế nào để cho người dân người ta biết khi người ta cần của nó để làm việc để có ai người ta thấy hàng giả hàng thật. Chứ là hiện nay cũng mua về tiêu dùng rồi cho nên cũng chưa biết thế nào hàng giả hàng thật, nên cái chương trình phổ biến đó, thì cần phải phổ biến nhiều hơn với lại tất cả các người dân bằng cái truyền thông như là báo chí, truyền hình gì vân vân. Thế thì vừa qua thì tôi có tiếp rất nhiều các cái hội thương mại của các nước trên thành phố Hồ Chí Minh. Họ có đến họ hỏi tôi thế này: ông Long ơi, bây giờ thế này, nước chúng tôi thì đang chuẩn bị nhập cái hàng qua, thế mà bây giờ thế này, họ ký như thế này, ông xem có là hợp pháp không hay là giả hay là thật. Có nghĩa là họ ký hợp tác hợp đồng mua hàng tặng một nước đó nhập về Việt Nam, thế nhưng mà bây giờ họ lại cũng cái hàng đó không ký, nhưng mà họ lại sản xuất tại Việt Nam, in ở các thủ tục rồi họ giao hàng thì tại cái kho của họ có tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là hợp pháp 100%. Thế này, nhưng mà thay vì thì ông lại phải nhập từ ông sản xuất từ nước ông nhập về được Việt Nam, thì ông phải đi tàu về 45-50 ngày tốn bao nhiêu tiền vân vân. Nhưng mà ông đến Việt Nam làm được như vậy thì ông biết là
quý vị có thấy là trong cái Việt Nam mình không được thu tiền thuế bến bãi rồi hải quan rồi tức vân 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 vân, nhưng mà chỉ những người đó họ lại làm như vậy. Thế thì hôm nay là cái trung tâm của chúng ta có coi đó là hành giả không, ta nghiên cứu thêm đi để có những cái phản biện với lại nhà nước với lại chính phủ để chúng ta tiến hành cái việc này. Thế thì rất là cảm ơn anh quý đã đại diện cho cơ quan ban kinh tế nhà nước cũng chia sẻ các cái đường lối các chính sách cho tất cả các quý vị biết. Thế thì tới đây thì chúng tôi có một cái lễ vinh danh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở tại Dinh Thống Nhất trong vào tháng 8 tới. Thì cái chương trình đó thì chúng tôi sẽ giới thiệu đặc biệt đến với các doanh nghiệp về cái chương trình chống hàng giả này để cho họ biết rõ hơn. Và đồng thời tới đây thì tôi sẽ tổ chức một cái buổi họp với các chủ tịch Bộ Thương mại của 13 nước trong khối ASEAN, 10 nước khối ASEAN cộng 3 để cho trung tâm để giới thiệu. Mong rằng các chủ tịch có họ thông báo đến lại các doanh nghiệp của họ sản xuất lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam biết để tham gia chương trình này. Tôi xin được phép và các chia sẻ và chúc mừng cái công ty này ra đời rất hay, rất tuyệt vời và rất có ý nghĩa trong lúc chúng ta đang thúc đẩy hoạt động kinh tế. Và xin chúc quý vị một ngày thứ bảy rất là vui vẻ tại tỉnh Bình Dương. Chúc quý vị dự buổi tiệc chiêu đãi lễ ra mắt được hoàn toàn hạnh phúc và vui vẻ. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và xin được cảm ơn những lời chia sẻ của ông Trần Đình Long. Kính thưa tất cả quý vị, và để đáp lại những tình cảm mà quý vị đã dành cho PCCP, sau đây chủ tịch PCCP sẽ trở lại sân khấu để phát biểu cảm ơn tất cả quý vị quan khách. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Bình. Thưa quý vị đại biểu, thưa các doanh nghiệp, thay mặt cán bộ, toàn thể cán bộ của trung tâm tư vấn chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt hôm nay để tham dự khai trương văn phòng trung tâm tại công đoàn công an bộ. Vậy xin lần nữa tôi xin cảm ơn và chúc các đại biểu khỏe mạnh và mời các lại để liên hoan với cả chúng ta để xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Bình, chủ tịch PCCP, và một lần nữa chúc mừng cho PCCP đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong suốt thời gian qua, và chúc mừng cho văn phòng trung tâm tư vấn chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu PCCP khu vực Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương đã được ra mắt thành công tốt đẹp. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng tham dự một bữa tiệc chiêu đãi thân mật ấm cúng cùng với PCCP. Kính chúc cho quý vị dùng tiệc thật ngon miệng và một ngày cuối tuần nhiều niềm vui ý nghĩa.